Thật ra trong lòng của ta, trong lòng ta chỉ có chàng. Lựa chọn ra đi, cửu công chúa đã lựa chọn sống cho chính mình và quê hương Tây Châu. Có được câu nói này, cho dù có chết ta cũng cam lòng. Hôm nay ta nói với chàng những điều này là bởi vì muốn tạm biệt chàng. Không cho ta đi. Không ngờ là cô đứng đây đợi ta. Cuộc sống luôn xuất hiện những cuộc chia ly. Thật khó có thể buông tay, nhưng đó là việc chúng ta phải làm. Ta muốn sống cho bản thân ta. Ai mà không muốn sống cho bản thân mình? Sẽ càng đau khổ hơn. Có thể tới cuối cùng người sẽ phát hiện ra, thì ra sống vì người khác thì mới thực sự có ý nghĩa. Ngài không đành lòng nhìn thấy ta buồn bã nhớ nhà. Ngày hôm nay ngài cũng không muốn thấy ta đau khổ, đúng không? Hành động của Bùi Chiếu là câu trả lời cho Tiểu Phong. Mở cổng thành, đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 54 Đông Cung, phát sóng lúc 20:10 thứ Hai ngày 5/8/2019, độc quyền trên kênh TTV 11, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị cùng đón xem.